nước thuốc lâu dài và nước thuốc thủ công nho chanh. Đồng xài và thủ công. Trận đấu bắt đầu. Có năm điểm được không? Đánh nhau tốt. Điểm cho đội đồng xài 1-0. Đồng xài tiếp tục phá bóng. Đồng xài ghi điểm trước Phú Lãng. Đập. Có gì được không? Điểm thắng mo đây nào, đánh sai cái đoạn. Đập bóng quay, lỗi kỹ thuật. Điểm bóng 2-1. Điểm bóng 2-2 bóng tay lên. Điểm bóng vô vô lưới. Điểm rất là đồng xài 3-2. Đồng xài tiếp tục phá bóng. Của nhau đó, tốt. Điểm rất là đông sai. Dưới 2. Đông sai khó lắm. Đập bóng ra ngoài. Điểm rất là đông sai. 5-2. Đông sai tiếp tục khó lắm. Điểm rất là đồng xài, quỳnh không đỡ được. 6-2, đồng xài tiếp tục phát bóng. Này, chị nào kéo cháu ra ngoài đi. Điểm thủ công 6-7.
thì không lỗi kỹ thuật, điểm cho Đồng Xài 8-6. Tính ra là anh thóc thóc rồi. Đánh lại cái quả này. Đồng Xài là tiếp tục phát bóng. Thank you.
Thủ công tiến độ khó lắm. Tiến cái đồng sai, mẹ bố, mẹ ca. Xấu quá. Đồng sai tiếp tục vào bóng. Điểm 16, 13. Điểm bóng đồng sai 17, 13. Đồng sai cố lên. Đồng sai tiếp tục vào bóng. Để bóng lọt lưới. Điểm các thủ công 14, 19. Tiếp tục hai bên đổi sân và thi hiệp thứ hai.